Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Lazio và câu lạc bộ Tumra. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ tư của vòng bảng giải UEFA Europa League của hai đội. Và trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày 14 tháng 10 và các cầu thủ Lazio sẽ tiếp đón Tumra trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Lazio sẽ là những người đánh giá của trên và sẽ chấp đội khách Tumra với mức kèo là 1,25. Mức kèo phải hạ xuống còn một trái và tăng lên là 1,5. Mức tài xỉu trận này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới từ Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá nha. Trước đây thì Lazio và Tumra cũng đã có 3 lần chạm trán với nhau và 3 lần chạm trán đó thì cái thành tích ở đầu cũng đang khá là cân bằng. Lazio thắng 1, hòa 1 và thua 1 trước Tumra. 5 trận thi đấu gần nhất của Lazio, Lazio thắng 3, hòa 1 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Tumra, Tumra thắng 4, hòa 1. Và ở trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình chọn cửa đội khách Tumra được chấp 1,25 và là 1,5. Vì sao? Mặc dù trận đấu này một lần nữa chạm trán với Lazio thì Tumra vẫn ra cửa dưới. Tuy nhiên thì xét về thực lực Tumra họ cũng không phải đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai này thì do mức kèo chấp nó cũng hơn một trái. Nếu như trận đấu này mà một lần nữa Tumra cầm hòa được Lazio, thậm chí là để thất bại được Lazio với cái biệt là một bàn, thì chúng ta chọn cửa Tumra, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba này thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu á, thì thậm chí là hiện tại thì phong độ của Tumra còn đang tốt hơn Lazio nữa và cái thành tích đối đầu cũng khá là cân bằng. Trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Biết đâu trận đấu này Tumra họ sẽ làm nên một bất ngờ lớn, đó là đá bại được Lazio thì sao. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội Tumra được chấp 1,25 hoặc là 1,5, mình nghĩ sẽ là sáng cho bạn. Dự đoán trận đấu này thì ít nhất Tumra lại một nửa cầm hòa được Lazio hoặc là chỉ thua cái việc một bàn mà thôi. Mức tài xỉu trận này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì cái lần gặp nhau gần nhất trên sân của Lazio á thì nó cũng có từ 3 bàn trở lên. Do đó trận này có thể là nhiều khả năng là Lazio cũng thắng nhưng mà họ cũng chỉ thắng cách biệt một bàn mà thôi. Và trận đấu này hai đội sẽ đều có bàn thắng chứ không nhạt nhẽo như cái trận lượt đi đâu. Do đó kết thúc 9 phút sẽ có số là 2-1 nhưng mà cho Lazio, hoặc là hai đội sẽ cầm chuyển nhau với số là hòa 2 đều. Và đầu tư tưởng mình nó ưu tiên đắt cửa tại 2,75 hoặc là 2,5 trận này. Nhưng mà thật sự thì trận đấu này mình khuyên các bạn nên đi cửa Tumra không mà được rồi. Ở mức hiệp 1 hay mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Thì do đó hiệp 1 có thể là Tumra họ sẽ chưa thua được Lazio đâu, thậm chí là mở điểm trước nữa. Cho nên là hiệp 1 các bạn hay là chọn cửa Tumra được chấp và đá tài hay tầm một trái thì vào. Tóm lại trận đấu chốt kèo chọn cửa đội khách Tumra và đá tài ở một cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc các bạn may mắn nha.